Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa cho biết đã làm rõ danh tính, thông tin năm sinh và quê quán của 11 trên 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Ba nạn nhân còn lại đang chờ xét nghiệm ADN để phân biệt. Cụ thể, tại nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có 10 thi thể nạn nhân, trong đó 4 nạn nhân sẽ được chuyển về quê mai táng. Vợ chồng anh VVG sinh năm 1998 ở Hải Dương và chị H sinh năm 1998, chị NTNM sinh năm 1995 ở Thái Bình, anh TQK sinh năm 1998 ở Hưng Yên, anh NXK sinh năm 2001 ở Hưng Yên sẽ được khâm liệm hỏa táng tại Hà Nội. Sau đó gia đình đưa cho cốt nạn nhân về quê. Bà NTT sinh năm 1960, anh NKH sinh năm 1982 ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy dự kiến được gia đình khâm liệm và làm tang lễ ở nhà tang lễ Cầu Giấy. Anh NMXH sinh năm 1997, chị PTTH sinh năm 1997 cùng ở Hà Tĩnh đang chờ gia đình đến nhận diện. Tại nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8 có 4 thi thể nạn nhân được lưu giữ tại đây. Trong đó, hai nạn nhân đã được gia đình đến làm thủ tục đưa về mai táng là chị VTL sinh năm 1999 và chị NTKO sinh năm 1996 cùng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Như vậy, còn 3 nạn nhân tử vong, 1 trường hợp ở nhà tang lễ Cầu Giấy, 2 trường hợp ở nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8 chưa xác định được danh tính cụ thể. Bước đầu xác định 3 nạn nhân này gồm anh MNT sinh năm 1987 ở Bắc Cạn, anh LTT sinh năm 2000 ở Hưng Yên, anh VNL sinh năm 2000 ở Lào Cai. Ngoài ra, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thông tin thêm về 6 người bị thương trong vụ cháy gồm ba mẹ con chị T, hai con là HD và MA đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. 3 trường hợp chuyển từ Bệnh viện Giao thông Vận tải đến Bệnh viện Bạch Mai là bà K, 84 tuổi, vợ chồng anh K và chị X. Trước đó, một số trường hợp bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Những trường hợp tử vong, thi thể được đưa tới nhà tang lễ quận Cầu Giấy và Bệnh viện 198. Theo lực lượng chức năng, tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy có 10 thi thể nạn nhân vụ cháy được chuyển đến. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã mời thân nhân các nạn nhân lên làm thủ tục theo quy định. Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Sĩ Tuấn Anh, giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 9 giờ ngày 24 tháng 5, số bệnh nhân nhập viện sau vụ cháy tăng lên 6 người, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 4 người nằm tại khoa cấp cứu, 2 người nằm tại hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở oxy và chăm sóc đặc biệt, trong đó có một cụ già tiên lượng nặng. Rạng sáng 24 tháng 5, tại số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ cháy làm 14 người chết, 6 người bị thương. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m. Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê phòng để ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức. Ngôi nhà bị hỏa hoạn gồm 2 tầng, 1 tum, bố trí sân phơi thoáng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m², phần diện tích còn lại khoảng 55m² là sân trống, bố trí để xe máy, xe đạp điện. Các bình chữa cháy được trang bị tại sân và hành lang các tầng. Tiếng kêu cứu trong vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong. Vụ cháy kinh hoàng cướp đi mạng sống của 14 người dân vô tội, khiến ai nấy cũng phải xót xa. Là người cứu nạn cứu hộ trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, anh Phan Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ Fast Angel cho biết, khi nhận tin có vụ cháy xảy ra, anh và đồng đội đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài. Khi tiếp cận hiện trường lúc 1 giờ 10 phút, ngọn lửa bao trùm lên căn nhà 3 tầng. Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, các thành viên trong đội cứu hộ Fast Angel phối hợp với cảnh sát cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt, đánh dấu người tử vong. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa 6 người không may tử vong ra khỏi hiện trường, đến các nhà tang lễ. Theo anh Việt, hiện trường vụ cháy là một căn nhà trọ dạng nhà ống 3 tầng, mỗi tầng có khoảng 4 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên rất dữ dội,
nóng nên công tác chữa cháy cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đội trưởng đội cứu hộ Fast Angel cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để khoảng 20 đến 30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra vụ cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Anh Phạm Nam sống gần ngôi nhà xảy ra cháy, nói khoảng 0 giờ 30 phút thì nghe tiếng chi hô cháy. Lúc này nhiều người dân sống gần đó đều chạy ra ngoài, rồi vài phút sau khói lửa nghi ngút. Bên trong căn nhà có nhiều tiếng kêu cứu, nhưng do lửa quá to nên chúng tôi bất lực. Do không gian chật hẹp nên chỉ một số người hỗ trợ chủ nhà phá tường, đưa một số nạn nhân ra ngoài. Anh Nam kể, trong thời gian trở lại đây, ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy kinh hoàng, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, như vụ cháy tại Trung Kính và Khương Hạ. Không ít người cảm thấy lo lắng khi đang sinh sống trong các phòng trọ hay căn chung cư mini nằm sâu hun hút trong các con ngõ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, đi chạm vai nhau, thách thức mọi nỗ lực cứu hỏa. Điều đáng nói, gần như hầu hết trong các ngõ ngách tại Hà Nội là nơi tập trung của hàng triệu cư dân đông đúc, nhưng không hề có các trụ nước chữa cháy. Vì vậy, nếu xảy ra hỏa hoạn ở những ngõ ngách nhỏ hẹp, sâu hun hút này là một trở ngại lớn cho công tác chữa cháy. Ngoài việc xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, việc kéo đường ống dẫn nước từ ngoài vào cũng không dễ dàng nếu ngõ ngách quá sâu. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Thái, trưởng Ban Thông tin Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cho biết, theo QCVN06, trong khu dân cư phải có trụ chữa cháy ngoài nhà, tức là theo quy định trong khu dân cư như trong ngõ, hẻm đã phải có trụ nước cứu hỏa. Nhưng trên thực tế thì các khu xây dựng gần đây mới có, còn các khu cũ thì chưa thực hiện được. Theo ông Bùi Xuân Thái, chính vì chưa thực hiện được nên mới gây khó khăn về nguồn nước cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi tiếp cận hiện trường dập đám cháy. Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Kính, Hà Nội, ông Bùi Xuân Thái khuyến cáo đối với ban quản lý chủ nhà trọ cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy khi xây dựng và kinh doanh như thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nếu thuộc diện, lắp đặt các hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo quy định. Định kỳ kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả, đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy nổ. Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe, nghiêm cấm sử dụng bình ga mini đã qua sử dụng nhiều lần, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ. Tổ chức cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát nạn tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc. Đảm bảo rằng có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ. Không lắp đặt chuồng cọp, bít lối thoát nạn, lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc. Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.